Ồ, chiếc răng này đang làm gì vậy? Anh ấy đang tiến hành cái quá trình làm sạch và sau đó thì sẽ soi mòn cái phần men răng một chút. Và bây giờ thì đến cái công đoạn làm răng tạm rồi. Nhà sĩ sẽ tiến hành bôi một lớp chất gắn vào những chiếc răng tạm này và sau đó gắn lên răng. Và đợi một chút thôi nhá. Bây giờ thì khi tháo ra, anh ấy đã có một cái chiếc hàm răng tạm rất là đẹp và thẩm mỹ rồi. Và nếu mà các bạn làm răng sứ hoặc là răng veneer thì bây giờ các bạn sẽ được làm những chiếc răng tạm rất là đẹp và thẩm mỹ, để cho trong thời gian chờ răng chính thức các bạn không còn cái cảm giác lo lắng sợ hãi khi không có răng nhé.